Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình Chuyện ta nơi xứ người, đặc biệt kỷ niệm 43 năm 30 tháng 4 năm 1975 của Sài Gòn TV. Và quý vị đang theo dõi phần nói chuyện thân mật của Hương Thơ với Châu Thủy, một người nghệ sĩ đã có những tác phẩm về văn chương, về bút họa, những tác phẩm gợi cho chúng ta nhớ về cuộc hành trình tìm tự do. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về con người của anh, những tác phẩm của anh và những cái ước nguyện và những dự tính tương lai của Châu Thủy. Thưa anh, từ một kỹ sư điện toán trở thành một nghệ sĩ đam mê nghệ thuật bút họa. Vâng, tôi được biết anh cũng là thầy giảng dạy cái môn này. Và thưa quý vị, những tác phẩm của anh Châu Thủy đã được triển lãm nhiều nơi và được nhận được nhiều sự khen ngợi từ cao sách Fullerton, từ thủ phủ Sacramento, từ những hội chợ sinh viên tổ chức trong những dịp Tết và ở Bảo tàng Viện Asian Pacific ở Pasadena. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về những nét đẹp và những cái ý tưởng sâu sắc trong tác phẩm của anh. Trước khi mà thơ mời anh trình bày những tác phẩm mà anh ưng ý nhất, và chung quanh chúng ta đây đã được mỗi bức tranh là một cái cảm hứng riêng biệt, thì Hương Thơ xin hỏi anh về anh là vai trò tổng thư ký của anh trong hội nghệ thuật bút họa quốc tế là như thế nào ạ? Dạ vâng, thì ngay từ cái lúc đầu khi mà Châu Thủy có những cuộc triển lãm đó, thì có một người đại Hàn họ tới và họ tìm hiểu, thì họ hoàn toàn ngạc nhiên, họ trước giờ họ không biết người Việt Nam mình có nghệ thuật này. Thành ra về sau này thì họ có ý định muốn mời Châu Thủy và một số họa viên vào để mà làm thành viên của cái hội thư pháp quốc tế. Thì những cái sinh hoạt rất là hay, thì có những cuộc triển lãm chung ở trên Soka University hoặc là trường Fullerton hoặc là trường Domingo Hill University, thì phải nói là từ cái nghệ thuật này thì Châu Thủy có cơ hội cho người ta nhìn thấy một cái nét đặc sắc riêng của người Việt Nam mình. Và rồi từ những cái sinh hoạt đó thì người ta cảm thấy rất là phục khi mà họ hiểu cái ý nghĩ sâu sắc về những cái tác phẩm của bút họa Việt Nam mình. Là bởi vì cái chữ viết của người Trung Quốc hoặc là người Đại Hàn hoặc người Nhật đó, thì tất cả những cái nét của họ không có thay đổi được bao lâu cả. Thành ra trong cuốn bút họa về nghệ thuật bút họa, Châu Thủy có chia sẻ là dù cho đến cả đến 100.000 năm sau đó, thì cái nghệ thuật của họ nó không thay đổi, bởi vì cái nét chữ của họ, họ không có thể thay đổi cái nét chữ, bởi vì khi mà họ thay đổi cái nét chữ thì cái chữ nó biến dạng và nó mất nghĩa. Còn đối với nghệ thuật bút họa của Việt Nam mình thì mình dùng mẫu tự ABC thì mình có thể thay đổi cái nét từ một chữ A, chữ B, chữ C, mình có thể vẽ bằng nhiều cái cách hình thức khác nhau nhưng mà cái chữ nó không mất. Rồi từ trong đó, như Châu Thủy vẫn nói, cái yếu tố nghệ thuật là khi mà tìm vào một cái tác phẩm hoặc một cái chữ nào đó thì mình phải hiểu về cái chữ đó. Cũng như về cái tác phẩm Thuyền Nhân thì sau khi mà Châu Thủy trong một đêm húng vào dịp 30 tháng 4 thì Châu Thủy luôn luôn nhớ đến mình là cái người may mắn. Sau một cái chuyến đi vượt biên như vậy thì Châu Thủy luôn luôn vào những cái dịp như vậy thì mình cảm thấy nghe đài những bài hát nói về những ngày mất nước như vậy đó, thì Châu Thủy rất là buồn. Buồn cho cái thân phận của mình, thân phận quê hương. Nhưng mà bên cạnh đó thì Châu Thủy muốn dùng cái nghệ thuật này để nói lên và muốn nhắc nhở mọi người là chúng ta không thể quên những người mà đã nằm xuống, những người đã không may mắn đến được đất nước tự do. Thành ra trong một đêm thì Châu Thủy vẽ ra được cái chữ Thuyền Nhân. Thì trong cái chữ Thuyền Nhân đó, thì mọi người sẽ nhìn thấy Châu Thủy vẽ cái chữ T là hình ảnh của con thuyền, và chữ H, chữ U, chữ Y, chữ Nhân thì tất cả mỗi mẫu tự đó là hình ảnh của những người đứng trên con thuyền, mà con thuyền nó chúc đầu lên cao, đang ở trên một ngọn sóng rất là cao như vậy. Thành ra từ cái chữ Thuyền Nhân như vậy đó, đối với những người ngoại quốc và những người không hiểu về cái chữ Thuyền Nhân thì nguyên cái hình ảnh của nó thì thường thường là khi mà ta nhìn vào thì Châu Thủy hỏi là người ta thấy cái chữ đó bằng cái hình ảnh thì họ thấy cái chữ boat, và Châu Thủy hỏi tiếp thì người ta nói là họ thấy people, thì nguyên cái chữ boat people ghép lại nó đã là cái chữ Thuyền Nhân trong cái nghĩa Việt Nam mình rồi. Thành ra có cái tác phẩm này thì phải nói là có rất là nhiều người thích và đã đưa về nhà, và có những người đã làm bức rất là lớn để mà che cả một cái bức tường của gia đình của họ.
có một người ở bên Anh cũng đã mua cái tác phẩm này. Họ hoàn toàn không có liên quan đến người tị nạn, nhưng mà khi mà họ nhìn thấy cái chữ này, và rồi có những người họ đã mua về họ treo ở trong hãng. Thật ra thì cái chữ thuyền nhân này nó không phải là một cái hình ảnh của cái sự đau buồn, nhưng mà đây là nó là hình ảnh của một cái sự hy vọng. Thành ra trong một cái lúc cùng cực nhất, con thuyền đi ngạn sóng, thì tất cả mọi người đứng lên cầu cứu, tìm một cái niềm hy vọng. Thành ra tất cả những người chúng ta, ai ai cũng mong muốn có một cái niềm hy vọng trong một cái lúc mà tuyệt vọng. Thì cái tác phẩm thuyền nhân, Châu Thụy cảm thấy là mình cảm thấy rất là hài lòng là Châu Thụy đã làm được cái tác phẩm đó. Vâng, khi Hương Thơ nhìn cái bức tác phẩm thuyền nhân này, Hương Thơ còn có cái cảm nhận là khi mà trong những giây phút khốn cùng, chúng ta nghĩ đến Thượng Đế, chúng ta hướng lên trên cao và cầu nguyện và xin cứu giúp, từ xin Thượng Đế ban phước mà cứu giúp những người thuyền nhân, những bàn tay đưa lên. Nhìn nó rất là chỉ vài nét thôi thưa quý vị, những vài nét đã nói lên những cái khắc khoải, những đau thương của cái hành trình gian nan, và pha trộn những cái cảm xúc về tâm linh rất là đặc biệt. Ngoài ra còn những tác phẩm nào mà anh ưu ý nhất mà nói lên cái thảm trạng vượt biên tìm tự do của người Việt Nam chúng ta? Nói chung là tại vì nó có nhiều tác phẩm lắm, Châu Thụy luôn luôn, nhưng mà đôi khi mình không có thể tập trung vào trong một cái đề tài duy nhất. Thành ra Châu Thụy không có thể mà ngồi để mà giải thích được hết tất cả những cái tác phẩm của mình. Nhưng mà bên cạnh đó thì về sau này Châu Thụy có những cái tác phẩm giống như là bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ. Thì Châu Thụy có ngồi và bàn với anh Nguyễn Đức Quang, là tại vì như chúng ta biết là đa số nhiều người nghe cái bản Việt Nam quê hương ngạo nghễ của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, thì cái lời của anh viết trong đó rất là hào hùng. Thành ra khi mà Châu Thụy muốn vẽ một cái tác phẩm nói đến cái sự hào hùng của người Việt Nam mình, thì Châu Thụy có ngồi nói chuyện với anh thì anh rất là thích. Anh bảo khi nào vẽ xong thì Châu Thụy mời thì anh sẽ tới, sẽ ký tên trên cái tác phẩm đó. Nhưng mà tiếc thay là tại vì sau khi mà hình thành cái tác phẩm rồi thì Châu Thụy muốn vẽ trên một cái bức lụa. Thành ra Châu Thụy lại phải bỏ thêm thời gian để nghiên cứu, để học về cái phương pháp để vẽ một cái bức tranh lụa. Thành ra nếu mà quý vị thấy trên cái bát tác phẩm Việt Nam quê ngạo nghễ thì nguyên cái phía đằng sau là một bức tranh lụa, là cái khung trời màu tím, và rồi những cái ngọn lửa là những lời của oai hùng của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Thì sau khi mà Châu Thụy hình thành xong thì anh đã mất. Thành ra cái Châu Thụy vẫn còn cái tờ giấy nhỏ anh viết số điện thoại cho đến bây giờ vẫn giữ, đó là một cái mà kỷ niệm mà Châu Thụy không bao giờ quên. Vâng, nói về một nhạc sĩ, có một người nhạc sĩ Việt Nam rất nổi tiếng mà anh Châu Thụy có một tình cảm rất là đặc biệt với người nhạc sĩ này cũng đã quá cố, đó là nhạc sĩ Anh Bằng. Anh có một chân dung của nhạc sĩ Anh Bằng, gói chọn 200 bài hát của anh, của ông. Xin anh nói về cái tác phẩm chân dung của nhạc sĩ Anh Bằng. Dạ vâng, thì phải nói là chúng ta nghe rất là nhiều những tác phẩm của nhạc sĩ Anh Bằng, thì đối với Châu Thụy cũng vậy, cũng là một những người mà rất ưa thích cái nhạc phẩm của ông. Thì tình cờ có một vài lần ông có tới đây chơi, và qua cái sự tiếp xúc thì Châu Thụy cảm thấy rất kính phục ông. Ông là một người rất là khiêm nhường và hòa nhã với mọi người. Thành ra từ cái tâm tình mà ông nói, chia sẻ về những cái phương pháp viết nhạc và cái lối suy nghĩ và cái cách sáng tác nhạc của ông, thành ra Châu Thụy cảm thấy tự nhiên có một cái cảm tình riêng đối với ông. Và rồi thì bắt đầu Châu Thụy suy nghĩ là, nhất là Châu Thụy biết là ông đang mang một cơn bạo bệnh, thành ra Châu Thụy phải suy nghĩ thật rất là chính, làm sao mà mình có thể sắp xếp bằng cái nghệ thuật bút họa và đưa những cái tác phẩm của ông vào. Thì Châu Thụy có ngồi nói chuyện với ông rất là nhiều, phải nói chuyện để mà Châu Thụy nhập tâm được những cái tâm tình của ông, và rồi cái tác phẩm từ đó tình cờ Châu Thụy đã ngồi và xem những cái tựa của bản nhạc thì mới thấy là ông là một người viết nhạc tình cũng rất là hay, và những nhạc mà về đấu tranh cho đến nhạc quê hương. Thì Châu Thụy bắt đầu với nghĩ ra là sẽ dùng 200 tựa
của những bản nhạc mà nhạc sĩ, tại vì nhạc sĩ viết rất là nhiều, nhưng mà Châu Thụy lựa ra 200 tựa của các bản nhạc và hình thành thành khuôn mặt của nhạc sĩ. Và cái sự suy nghĩ sâu mà nghĩa là từ những cái tâm tình nhạc sĩ nói, thì Châu Thụy với lấy cái phần một nửa bên mặt của nhạc sĩ bằng là một phần của bản đồ Việt Nam Cộng Hòa, thành ra của Việt Nam mình. Và từ chỗ đó thì Châu Thụy bắt đầu vẽ bằng từ con đường Việt Nam, rồi dọc theo cái những cái địa danh thì nhạc sĩ không viết về một cái tác phẩm nào về Hà Nội, nhưng mà cái bài Nỗi Lòng Người Đi thì trong đó có câu Tôi Xa Hà Nội năm lên 18, thành ra rồi từ đó Châu Thụy vẽ hình thành là cái tác phẩm, rồi đi theo cái địa danh thì từ Hà Nội xuống cho tới Huế, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt và Sài Gòn. Rồi thì khi mọi người hỏi thì ngoài ra trong cái tác phẩm đó Châu Thụy còn có cái gì đặc sắc hơn nữa để mà có thể giải thích, thì ngay trong cái đuôi mắt của nhạc sĩ bằng có bài Nước Mắt Quê Hương, còn trên đôi môi của nhạc sĩ thì có bài Anh Còn Nợ Em. Anh Còn Nợ Em ở đây thì Châu Thụy muốn nói là nhạc sĩ Anh Bằng vẫn còn nợ chúng ta một bài là Nỗi Lòng Của Những Người Trở Về Quê Hương. Wow. Cảm ơn anh Châu Thụy rất nhiều. Hương Thơ nghĩ rằng có lẽ là một kỹ sư điện toán, cái vấn đề khoa học cũng giúp anh phần nào trong vấn đề mà sắp xếp có phải không ạ? Về kỹ thuật và chung với cái nghệ thuật, nó cũng khoa học và nghệ thuật nó cũng giúp làm thành một tác phẩm gọi là ân ý của anh. Dạ, thì thật ra thì Châu Thụy không biết là cái nào hơn cái nào, nhưng mà như Châu Thụy vẫn nói, cái nghệ thuật này nó đến một cách rất là tình cờ. Vâng, ngay cả cái vấn đề mà vẽ những tác phẩm ấy, thực sự chia sẻ với chị, với quý vị khán giả là nhiều khi mình trong một cái sự tình cờ nó ra mà mình không biết được. Nó không phải như một cái bức tranh về phong cảnh, mình có thể đứng trước một phong cảnh mình vẽ. Còn nghệ thuật về chữ nó đến rất là lẹ, nó rất là mau và mình không biết nữa. Nếu anh đang lái xe phải ngừng lại, anh viết lên không ạ? Không chị, nó nằm trong đầu. Thành ra nhiều khi mình viết xong mình, cho đến bây giờ Châu Thụy có nhiều cái tác phẩm mình viết xong rồi mình không biết tại sao mình viết được. Nghệ thuật đến rất là tình cờ khi mà trái tim ta cảm nhận được. Yeah. Thưa quý vị, đó là những lời trình bày và giải thích về những tác phẩm của Châu Thụy về bút họa và những tác phẩm của anh. Mỗi tác phẩm mang những khắc khoải, những cái nội dung ẩn trong tác phẩm mà chúng ta nhìn có thể cảm nhận khác nhau, nhưng theo lời trình bày của Châu Thụy thì chúng ta sẽ hiểu rõ cái ý nghĩa của từng tác phẩm của anh. Chúng tôi sẽ trở lại với phần 3 để tìm hiểu thêm về những sáng tác của Châu Thụy. Xin quý vị tiếp tục theo dõi.